xịn thiệt. Đẹp quá à. Quà của cậu mình đó. Ê, bà làm gì vậy? Cho mình con chút xíu. Không được, lỡ bạn làm hư của mình thì sao? Không, mình không làm hư đâu mà. Hả? Lát nữa bạn cho bọn mình mượn chơi chút nha. Mình phải suy nghĩ đã. Chút xíu nữa nha. Nhớ đó. Đến lượt mình. Đến lượt mình. Mình trước. Mình trước chứ. Thôi, hai bạn đừng cãi nhau nữa. Mình nói ý rồi. Vậy bạn cứ ở đây cho một mình đi. Đi, tụi mình ra kia chơi xích đu. Mình không có vui. Cứ để mình đẩy cho. Bạn chơi xe hơi đi. Thiệt không vợ? Lát nữa sẽ đến lượt mình. Yên tâm. Nên chia sẻ với các bạn. Vì chơi một mình không có vui. Mà lại còn ích kỷ nữa. Xấu lắm đó. Dạ, ba mẹ có thấy cặp sách của Đốm ở đâu không vợ? Con cố nhớ lại xem nào. Hả? Đến giờ ba phải đi làm rồi. Dạ. Hôm qua mình đi học về. Đây rồi. Bố thấy mày bị sao vậy? Chúng ta phải đi học mà. Ừ.
lại đi, mày bị làm sao vậy? Mày bị làm sao vậy? Được rồi, mình xin lỗi. Mình biết là mình không phải với bạn. Từ giờ mình xin hứa sẽ giữ gìn bạn cẩn thận mà. Nếu mà mình nói sai á, lần sau bạn cứ bỏ mình đi luôn cũng được. Thôi, mau xuống đi học nào. Rủ các bạn lên ăn chung mới vui. Ủa, cái cây đâu rồi ta? Sao? Là khiêu chiến, là phân tài cao thấp, thắng bại đó, hiểu chưa? Đúng vậy, họ muốn xem năng lực của người địa cầu chúng ta thế nào nè. À, vậy thì chiến thôi, mình sẽ thi coi ai có năng lực khẩu phàm bất bại. Cái này thì đúng là bụng bự giỏi nhất rồi, vậy còn đốm thì sao? Mình chưa thấy cái gì đặc biệt cả, còn tay to. Bí mật, chờ xem.
khỏi cần phải có kết quả. Hay quá, bụng mỡ, cố lên. Ôi, năng lực thật là khủng khiếp. Tay to nhảy cao hay vậy, mình không ngờ luôn á. Nhờ mỗi ngày mình đều tập nhảy á, mình nghĩ cứ cố gắng rèn mỗi ngày sẽ thành công thôi. Mình biết rồi, từ nay mình sẽ thay đổi thói quen, sẽ siêng năng tập luyện thể dục, không ngủ nướng nữa. Chúng ta cùng cố gắng nha, lần sau mình nhất định sẽ đạt huy chương Tây vật vàng mới được. Các con biết thay đổi vậy là tốt rồi, nếu có tố chất riêng mà không chịu rèn luyện thì sẽ bị thua dột. Ông bà ta thường hay nói, năng làm thì tay quen, thiên tài chỉ có một, nhưng cố gắng, nỗ lực là quyết định tất cả. Kẹo đây, kẹo đây, kẹo năng lượng đây. Ăn vào sẽ trở thành siêu nhân, sức mạnh phi thường. Kẹo năng lượng kìa. Ôi, kẹo năng lượng, mình muốn có sức mạnh siêu phàm. Mình cũng muốn biến thành siêu nhân xinh đẹp. Cho con một cây. Cây này mạnh nhất đi chú. Để mình thử. Quá ghê luôn bụng bự ơi. Đến lượt mình thử đi. Lợi hại quá. Chúng ta đã trở thành siêu nhân rồi. Con đi học về trễ vậy đúng. Đứng lại đó. Tại sao mẹ hỏi mà không trả lời? Đi học về cũng chẳng biết thư gửi một tiếng là sao? Hả? Con sao vậy đớm? Ta đã là siêu nhân, ngươi không được cản ta đâu. Anh ơi, thằng đớm nó sao rồi nè? Hả? Chuyện gì vậy? Em đâu rồi? Em ở trên đây nè. Xuống đi, anh đỡ. Rõ ràng là em không hề nhẹ một chút nào hết. Anh, làm sao để cứu thằng đớm bây giờ? Để anh coi. Thôi chết rồi, nó ăn nhầm kẹo độc, toàn hóa chất độc hại, phẩm màu và chất gây ảo giác không à. Vậy sao bây giờ anh? Phải bắt đớm lại và lọc độc cho nó. Quá trình lọc độc bắt đầu. Ghê thiệt. Đúng là ba cái kẹo đỏ xanh vàng tím ngoài cổng trường đáng sợ thiệt. Con sao vậy mẹ? Con không nhớ gì hết. Tụi con đã ăn trúng kẹo độc của lão chuột thúi bán ở cổng trường. Trong đó toàn hóa chất độc hại không à. Ghê quá. Con sao không dám ăn kẹo bán ngoài là đường nữa đâu. Cứu với. Cứu tôi với anh chị ơi. Chuyện gì vậy chị? Thằng bụng bự nhà tôi không biết bị cái gì mà nó thấy cái gì cũng ăn. Nó đã ăn sập cả cái nhà tôi luôn rồi. Thôi chết rồi. Vậy là tai to, bụng bự cũng bị rồi. Hả? Cái
Các bạn biết không, mình rất thích trở thành một cô giáo. Vừa thông minh, vừa xinh đẹp, các em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mình. Vậy bạn có đánh các em khi không nghe lời bạn không? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà các em đi học thì phải làm bài tập đầy đủ, không hả thì mình sẽ tiếc và mong đó. Vậy chắc các học sinh của bạn sẽ sợ bạn lắm nhưng mà xem. Sao lại sợ mình? Vì bạn hung dữ quá mà. Các bạn đúng là quá đáng mà. Vậy còn hai bạn muốn làm gì? Bụng bự mình đây sẽ trở thành đầu bếp của nhà hàng 15 sao hạng nhất hành tinh này. Ủa, mình mới nghe là nhà hàng 5 sao thôi mà bụng bự. Sao nhà hàng của bạn tới 15 sao lận? Bây giờ chỉ 5 sao, nhưng đến khi mình lớn thì mọi thứ sẽ lớn theo. 5 sao chỉ trở thành 15 sao thôi. Còn mình muốn trở thành một nghệ sĩ chơi đàn thật hay. Mỗi lần mình gãy thì mọi người phải chăm chò thán phục. Đếm hay quá, đếm là thiên tài âm nhạc. Ôi, mình thần tượng đếm quá à. Đếm đáng yêu quá. Đếm, đếm, bạn đang mơ hả? Đâu có mơ gì đâu. Nhưng bạn đâu có biết chơi violon đâu. Tưởng chuyện gì, chứ việc học đàn á thì vô cùng đơn giản với mình. Mình sẽ xin mẹ mình mua đàn cho mình học, và mình sẽ đàn cho mọi người nghe. Bạn học đàn tới đâu rồi? Bạn đàn cho chúng mình nghe một đoạn được không? Hư bao nhiêu cây đàn rồi. Chắc là đàn hay lắm á tay to. Mình đã đàn giỏi hơn trước rất nhiều rồi. Các bạn muốn nghe không? Tất nhiên là muốn. Không muốn mình đến đây làm gì? Vậy thì mình sẽ cho hai bạn thưởng thức. Ba mình nói tiếng đàn của mình có 102 luôn đó. Vậy bạn cho tụi mình nghe thử đi. Mình tò mò quá à. Đúng. Còn lại đàn nữa hả? Sao bạn đàn ghê quá vậy? Mình không kịp chạy thoát thân luôn nè. Mình đàn như vậy đó. Mình đàn hoài mà sao nó không hay vậy? Mình vô dụng như vậy sao? Thôi, bạn nín đi. Mình muốn làm thiên tài đàn thôi mà. Sao mình tập hoài mà không được vậy? Con trai à, đàn không phải là con muốn giỏi muốn hay là được. Dù con có tập luyện cỡ nào mà không có năng khiếu thì con cũng không học giỏi được. Nhưng thông giỏi đàn không có nghĩa là con là đứa vô dụng. Đúng rồi đó, đốm của mình rất thông minh mà. Hồi xưa giờ chuyện gì đốm cũng giỏi hơn mình mà. Thiệt hả mẹ? Hát thấy to, bụng bự. Đúng rồi, nhưng mà về cái vụ đàn á thì bỏ đi nha. Thưa mẹ, con đi học về. Đốm, sao người ta đi học về hồi não hồi nao rồi, bây giờ con mới có mặt ở nhà là sao hả Đốm? Dạ, con xin lỗi mẹ. Được rồi, con lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Ê, bụng bự, hôm nay mình có trò này hay lắm nè. Chơi không? Trò gì vậy Đốm? Đi đi rồi biết. Ừ, đi thì đi. Lỗi tay to. Bụng bự, hôm nay đi đâu chơi không? Chán quá à. Không đâu, hôm qua chọc tay to giận không chơi với mình luôn rồi. Trời ơi, đúng là đồ con gái nhỏ mọn, chọc có chút xíu mà giận luôn rồi. Mà không phải mình đã xin lỗi rồi sao? Đi đi, hôm nay mình có trò khác vui lắm. Thôi mình không đi đâu. Đi học về trễ mẹ sẽ la đó. Trời, tưởng gì? Bạn nó phải thỏ đá mà sao nhát quá vậy? Vậy bạn không sợ mẹ la hả? Đương nhiên là không. Xin lỗi là được rồi mà. Dạ, con chào ba mẹ con đi học về. Hôm nay con về muộn, con xin lỗi. Đốm,
Con bước tới đây. Con đếm thử xem hôm nay là ngày thứ mấy con đi học về trễ rồi hả? Mẹ ơi, con xin lỗi mà. Mẹ. Con đừng có mà xin lỗi. Mẹ không tha lỗi cho con nữa. Bước tới đây. Mẹ ơi, ba ơi. Ba ơi, cứu con. Ba ơi, cứu con. Đau quá. Xong chưa con trai? Con ăn dạ xong chưa? Đớm như vậy là không ngoan chút nào rồi. Con làm cho mẹ buồn rồi đó. Con phạm lỗi rồi xin lỗi là đúng. Nhưng mà con biết không con trai, xin lỗi rồi thì phải sửa lỗi, chứ không phải tiếp tục phạm lỗi tiếp như vậy nữa. Như vậy là chưa ngoan đâu. Đúng rồi ba mẹ mà. Đúng hứa, từ nay sau không đi học về trễ nữa đâu. Thiệt đó. Tốt lắm con trai. Mẹ Đớm à, mẹ Đớm cũng tha lỗi cho Đớm đúng không? Ừ, nếu con hối lỗi thật sự, mẹ sẽ tha. Nhưng mà còn tái phạm thì cái mông của con sẽ đỏ nghe chưa. Xin chào, anh hãy chia sẻ cho khán giả biết dự định sắp tới của mình. Sắp tới tôi sẽ ra 2 album nữa, sau đó sẽ đi lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Wow, được làm người nổi tiếng thích thiệt. Được nhiều người thích là còn được đi khắp nơi du lịch. Để được nổi tiếng thì người ca sĩ đó phải đánh đổi nhiều thứ lắm. Không có phải như con nghĩ đâu. Con thấy cũng hay mà. Con suy nghĩ rồi, con sẽ trở thành một người nổi tiếng. Ba mẹ thấy đó, con mà nổi tiếng á hả, mọi người sẽ quan tâm đến con nhiều hơn. Ai cũng muốn kết bạn với con. Nhưng mà muốn như vậy thì phải có tài năng nữa con. Con chơi game giỏi nè. Trời, như vậy mà con gọi là tài năng hả? Thôi được rồi, ba sẽ giúp con. Rồi, bây giờ con đeo cái vòng này lên đầu đi. Ba sẽ biến con thành một người nổi tiếng với khả năng là chơi game. Con đã chuẩn bị chưa? Dạ rồi. Bây giờ thì con đã trở thành người nổi tiếng rồi đó. Ủa, con có thấy khác gì đâu. Từ từ, bây giờ thì con đi ngủ sớm đi. Ngày mai con sẽ thấy. Nói sáng sớm mà ai gọi điện thoại liên tục vậy trời. Tiêu rồi, chiều nay bên đài truyền hình sẽ tới. Phải chuẩn bị lau nhà dọn dẹp thiệt là nhanh. Có chuyện gì em ạ? Đài truyền hình sáng giờ gọi điện muốn phỏng vấn con về cách chơi game đó. Ồ, vậy là mình đã nổi tiếng rồi sao? Alo, Đớm nghe đây. Hả? Phỏng vấn em hả? Dạ được, dạ được, dạ được. Theo tin tức chúng tôi mới nhận được, Đớm đã đạt được thêm thành tích mới tại đấu trường game thủ. Mọi người đang ủng hộ Đớm trong việc đi thi ở quốc tế. Hả? Đi thi hả? Sao mà thi nổi? Khó coi sao? Hôm nay chúng tôi sẽ làm chương trình đặc biệt về Đốm. Chúng tôi sẽ phỏng vấn một số người bạn chung lớp với Đốm nha. Dạ. Đốm thì hay quên làm bài tập về nhà, bị cô la đó. Đốm còn hay chọc ghẹo, thi thố với bạn bè nữa. Những chuyện này mà cũng nói ra được nữa. Thôi, không có coi nữa. Đi chơi bụng bự. Đốm ơi, lại đây nè. Đốm kìa, mau tới phỏng vấn ngay. À, Đốm ơi, cho tôi hỏi là cảm nghĩ của cậu lúc này như thế nào? Cậu cảm thấy chân thành lắm đúng không? Đúng rồi. Đốm giờ nổi tiếng rồi, chắc không chơi tụi mình nữa đâu. Thôi, bạn đừng buồn, tụi mình đi ra khu rừng vui vẻ đi. Đi chơi cũng không xong nữa, mình chịu hết nổi rồi. Ba ơi, cứu con! Ủa, sao tự nhiên lại vậy? Ba đã tắt cái máy đó đi rồi. Sao hả con trai? Nổi tiếng có sướng như con nói không? Không có sướng đi nào hết ba ơi. Vừa bận rộn, vừa áp lực, vừa phải đánh đổi nhiều thứ, làm gì cũng bị soi hết. Đúng rồi con trai. Người nổi tiếng, người ta phải chịu rất nhiều áp lực mà người bình thường không thể nào hiểu được. Ba chỉ muốn con sống tốt, cố gắng học tập, rồi sau này kiếm cho mình một công việc phù hợp với bản thân mình nhất, chứ không phải cần nổi tiếng đâu. Dạ con hiểu rồi. Người nổi tiếng thiệt không có như mình nghĩ. Lắm đây, con gấu này bạn nó quý nhất mà. Mình lại làm lỡ tay hư nữa.
mình thật là hậu đậu mà. Thôi tiêu mình rồi. Tao to hả? Đi đâu mà nhìn bạn lo lắng vậy đớm? Mình đi tìm bạn á. Có chuyện gì vậy? Mình lỡ làm hư con gấu của bạn rồi. Mình xin lỗi nha. Trời, con gấu bông của mình. Mình ơi, cho bạn con khác nha. Con gấu này ba mình tặng, bạn có đền cũng đâu có ý nghĩa gì. Không sao đâu, mình về nhờ mẹ sửa lại giùm một cái là được rồi. Bạn đừng lo nữa nha. Ủa, tay tao bị sao vậy ta? Hồi nãy vừa buồn lắm mà. Con không biết cảm ơn mình đi. Hả? Ai nói vậy? Là mình nè. Ồ, bạn mũi. Bạn làm gì mà tao to hết buồn hay vậy? Mình là mũi đặc biệt, mình không hút máu. Mình chỉ thích hút nỗi buồn và sự bức tức của người khác thôi. Cảm ơn bạn nhiều nha. Ủa, nhưng mà bạn thấy ai buồn thì bạn mới lại hút hả? Đúng rồi, mình cứ bay mọi nơi, thấy mình mới hút. Ồ, nhưng sao bạn không hút sẵn hết tất cả những cảm xúc nỗi buồn của mọi người đi? Như vậy thì mọi người trên thế giới này sẽ không còn phải buồn phiền hay tức giận gì nữa. Sao mình không nghĩ ra sớm hả? Bây giờ mình sẽ đi hút hết cảm xúc buồn giận của tất cả mọi người. Tuyệt lắm, mình sẽ chờ kết quả, có sao nhá. Vậy là mẹ sẽ không la mình khi mình chơi game nữa rồi. Nè nhóc, đưa tiền đây, không thôi anh đánh cho một trận bây giờ. Dạ, đây là tiền em để dành mà. Mình bị lấy mất tiền rồi, vui quá. Trời ơi, kỳ cục vậy. Mẹ ơi, con lại đánh bạn nữa rồi, điểm kiểm tra bị không điểm nữa. Vậy hả con, mẹ vui quá đi. Trời ơi, cái gì vậy? Như vậy mà vẫn còn vui vẻ được sao? Loạn rồi, không được. Mà đó bạn mũi dừng ngay mới được. Bạn mũi ơi, dừng lại ngay. Ủa, sao lại dừng lại? Không được đó mũi. Nếu như bạn hút hết tất cả nỗi buồn của mọi người thì trên thế giới này sẽ loạn hết. Mọi người sẽ không biết thế nào là đúng, là sai nữa. Hả? Thật vậy sao? Đúng rồi, mình đã nhận ra là mọi cảm xúc trên đời này đều quan trọng với chúng ta. Có vui vẻ thì cũng có lúc buồn. Tại sao phải có buồn? Buồn nhiều đâu có tốt đâu. Có chứ, có buồn thì sẽ có giận. Đối phương sẽ biết mình sai ở đâu và sửa đổi, cải thiện thành cái tốt. Rồi từ cái tốt, ta nhận lại được niềm vui. Nên là vui, buồn, giận đều rất quan trọng đối với mỗi người. Mình cũng hiểu rồi. Từ nay mình sẽ hút những ai buồn quá nhiều hoặc nỗi buồn không đáng có thôi. Thời tiết trong những ngày sắp tới, tình trạng mưa dông sẽ kéo dài, kèm theo sấm sét và gió mạnh. Đây được dự báo là cơn mưa lớn nhất từ trước đến nay. Cứ mưa như vậy hoài thì không làm gì được hết. Sợ là nếu cái tình trạng này kéo dài thì nước mưa sẽ nhấn chìm cả cái thị trấn này cũng nên đó. Chắc là có chuyện gì đó rồi. Để anh ra phòng thí nghiệm kiểm tra coi thế nào. Ba ơi,
ba cha biệt đội của tụi con đi với. Biệt đội đã có mặt. Chào các con. Máy đang phân tích. Cảnh báo, cảnh báo. Tầng khí quyển bảo vệ trái đất đang bị thủng một lỗ lớn. Mức độ rất nguy hiểm. Mức độ rất nguy hiểm. Không hay rồi. Chúng ta phải đến đó ngay lập tức. Biệt đội X-Team đã sẵn sàng hỗ trợ. Nghiêm trọng rồi đây. Ba sẽ thử phát minh mới của mình coi thế nào. Đây là một tấm vải đặc biệt, có thể chắn mọi thứ đi qua nó. Không có gì có thể xuyên qua đó được. Chúng ta sẽ dùng nó để giá cái lỗ thủng này. Yeah! Thành công rồi. Hay quá đây, thành công rồi. Sao đây? Ông đang gây mưa bão khắp mọi nơi đó. Ta gây mưa bão sao? Chính các ngươi tạo ra đó. Là sao ạ? Các ngươi nhìn kìa. Đó, tất cả khói, bụi, khí độc đều thải lên đây cả. Ta đã không thể giữ chúng được nữa, nên ta chỉ còn cách làm một lỗ thủng và đưa chúng bay ra vũ trụ. Và tất nhiên, mưa gió, giông bão, thậm chí là nắng nóng, vì vậy mà cũng sẽ trút trực tiếp xuống trái đất. Vậy bây giờ phải làm sao để lắp lỗ thủng này vậy ông? Ta chỉ có thể giúp được tới đây thôi. Còn lại các ngươi tự giải quyết đi. Ông ơi, ông! Là do tầng khí quyển mỏng đi thôi. Chúng ta phải làm cho cái tầng khí quyển dày lên và trong lành mới thoát khỏi tai họa này. Đội X Team chúng ta từ ngày mai sẽ bước vào cuộc chiến giải cứu trái đất nha. Đồng ý. Lạ vậy đó, hai bạn không thấy là ngày nào ông mặt trời cũng chiếu nắng xuống đất sao? Thì có gì lạ đâu chứ, không lẽ chiếu nắng lên trời sao? Không phải, mà ngày nào mặt đất cũng nhận rất là nhiều ánh nắng từ ông mặt trời. Nhưng sao mình thấy mặt đất không có nóng gì hết? Ừ, đớm nói mình mới thấy đúng vậy thiệt á. Sao là kỳ vậy ta? Nếu muốn biết, tụi mình đi tìm hiểu là được thôi mà. Mấy đứa đi chơi vui nghe, nhớ cẩn thận, về nhà sớm đó. Wow, thích thiệt đó đớp. Các bạn đợi một lát, chút nữa nha, là còn thích hơn nữa đó. Wow, mình đi xuyên vào lòng trái đất, tiến lên nào. Đớp, có chuyện gì vậy? Bình tĩnh, sẽ không có vấn đề gì cả. Kiểm tra tình hình. Có một viên đá to đang cản đường con tàu của thuyền trưởng, đề nghị loại bỏ. Đồng ý, ra lệnh di dời viên đá. Đã xong, tuyến đường đã không còn vật cản, có thể lên đường. Yeah, thành công rồi. Dám cản đường thuyền trưởng hả? Sao lại có sông ở đây vậy? Không phải sông đâu, đây là mạch nước ngầm trong lòng đất đó. Hóa ra là dưới lòng đất cũng có nước. Hèn gì mặt nó không có nóng là phải rồi. Đúng á. Trời, nóng chết đi được. Nóng quá. Chào các con đã đến với nơi nóng nhất trái đất.
Ông ơi, ở đây nóng quá đi mất. Ông không sợ nóng hả? Ông đã sống ở đây từ hàng tỷ năm nay rồi, ông không thấy nóng gì cả. Ông tài thiệt á, con đổ hết mồ hôi ra rồi nè. Lúc nào ông cũng nóng như thế này hả ông? Ta nhớ là từ khi hình thành trái đất, các bát đất đá ai cũng chạy thi với nhau xem ai xây thành trái đất nhanh hơn, mang theo hơi nóng rồi tích tụ cả vào đây, và ta cứ giữ nó mãi mãi cho đến bây giờ. Wow, vậy mà mặt đất lại không nóng, hay thiệt đó. Đúng rồi đó ông, ông mặt trời ở trên cũng nóng, ông ở đây cũng nóng, vậy mà tụi con ở giữa thì không nóng như vậy. Anh mặt trời chiếu xuống đất bao nhiêu thì có cây cối sông ngoài giữ lấy ánh nắng của anh ấy và sưởi ấm cho mình rồi. Nếu nắng có vào lòng đất thì cũng bị chị nước ngầm làm nguội đi, thì làm sao mà nóng được chứ. Vậy còn ông thì sao? Ông cũng không mang hơi nóng lên mặt đất chứ? Không các con à, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng phải hoàn thành. Để có cuộc sống yên bình thì có rất nhiều người phải làm việc và hy sinh đó. Thôi, cũng đã đến lúc các con nên về rồi, để ta giúp các con nha. Đất có biết bao điều thú vị và còn chúng mình tìm hiểu phải không? Ừ, đúng rồi đó. Đồ chơi gì chuyện danh của con đâu hết rồi mẹ? Do con ham chơi quá không chịu lo học hành, thầy giáo mới gọi điện cho mẹ sáng nay. Nên mẹ tức quá, dọn hết đồ cho em su su của con rồi. Con biết đâu, sao mẹ không hỏi ý kiến con chứ? Không có chịu đâu mà. Trả đồ chơi về chuyện danh cho con đi. Không nói nhiều, mẹ đã quyết định rồi, bây giờ con phải học đi. Con ghét mẹ, mẹ không thương con. Nè, con chạy đi đâu vậy? Đứng lại. Đứng. Mẹ không có thương mình gì hết đâu, mình không có muốn ở nhà nữa. Cái hang này dẫn mình tới đâu vậy ta? Anh à, con mình bỏ nhà đi rồi. Em lỡ dọn hết đồ chơi và truyện tranh của con, chẳng qua là em muốn để cho con học tốt hơn, ai ngờ bây giờ nó bỏ nhà đi rồi. Bây giờ anh với em chia nhau ra đi tìm thằng bé, khi nào mà thấy nó thì báo cho anh biết liền nghe chưa. Sao nơi này quen quen vậy ta? Sao giống như mình hồi trước quá vậy ta? Em đi ngủ đi, để anh chăm con thay cho. Anh cứ ngủ trước đi, con bệnh như vậy làm sao mà em yên tâm ngủ được. Vậy thì anh đi ngủ trước nha, đốm của bà mau hết bệnh nghe con. Ồ, con ngoan nha. Ồ, nhí dầu cầu giang đông đinh. Ủa, là mình hồi nhỏ đó hả? Con của mẹ mau chóng khỏe mạnh nha con, nhìn con đau yếu như vậy mẹ đau lòng lắm. Mẹ mình thương mình như vậy mà mình cứ nghĩ mẹ mình không thương mình, mình nói hận quá. Anh thấy con chưa? Chưa. Cũng tại em mà, tại em mà con mình mới bỏ nhà đi. Đốm ơi, mẹ ơi. Đốm ơi, mẹ xin lỗi con. Con không xin lỗi mẹ. Con đi đâu mà mẹ tìm không thấy hả? Con thương ba mẹ nhất trên đời. Thôi, con nói vậy là mừng rồi em. Thôi, con đói rồi phải không? Vô nhà đi, mẹ nấu cơm cho con ăn nha. Dạ. Đốm và bụng bự dựng lều nha, còn mình sẽ vào rừng hái nấm và trái cây.
Bụng bự, sao bạn lại làm đứt dây cọc của mình vậy? Mình đâu có. Mình kìa, hai cái dây kia kìa, tự nhiên cũng đứt luôn kìa đó. Chắc chắn là có kẻ phá hoại chúng ta. Thì nhưng là ai? Không biết là ai nữa, nhưng thôi mình nhăn liều lại đi. À, mình biết là ai rồi. Dây đứt á là do bị cắn nè. Kẻ phá hoại ở đây nè, bụng bự. Nè, vợ thì lên đây nói chuyện nè. Sao phá hoại vậy? Làm gì mà la hét ồn ào quá. Nè, sao mấy bạn phá lều của tụi mình vậy? Ai phá ai? Mấy bạn phá. Các người phá đó. Ai phá ai? Mấy bạn phá đó. Mấy bạn phá. Mấy người phá đó. Không có đâu bạn phá. Nếu để vậy thì đánh nhau đi. Ai thắng thì người kia phải chịu mình là kẻ phá hoại, được không? Hả? Con vào vô. Đây cũng đâu có sợ à. Khoan đã, chuyện đâu còn có đó. Thưa bác, các bạn chuột chuỗi đi nè, phá hoại lời của tôi con. Ai biểu mấy người làm cho nhà của chúng tôi đen tối làm cái gì? Hồi nào, đừng có nói vậy nha. Thôi, cho ta can đi. Bây giờ ta sẽ xử thắng cho ai mà đánh bật được con Bismarck cao su này rớt xuống đất, được chưa? Chuyện nhỏ à, để con. Hả? Vậy nghe, nếu như không phải là Bismarck, có phải người bị tổn thương và đau sẽ là tụi con và chính bạn của mình không? Tụi con đang tranh cãi xem ai là người có lỗi, ai là kẻ phá hoại người kia, có đúng vậy không? Vậy đánh nhau có phân được ai có lỗi không? Dạ không ạ. Vậy sao thay vì đánh nhau thì mỗi người nhường nhau một chút? Nhà chuột đã có trước thì mình dời liều sang chỗ khác. Còn chuột muốn bạn dời đi sao không đề nghị rõ ràng, có phải là ổn hơn không? Dạ phải, đúng vậy. Đốm, xin lỗi bạn. Chuột, mình xin lỗi bạn nha. Cho mình xin lỗi nha. Xin lỗi bạn nha. Thấy chưa, mọi chuyện đều luôn có cách giải quyết hết mà. Chỉ cần mình bình tĩnh thôi, hiểu không? Dạ. Ủa, hôm nay mẹ đi đâu vậy? Mẹ qua nhà ông bà chơi, nên hôm nay Đốm giữ chìa khóa nhà nha. Giữ chìa khóa cẩn thận nha con. Dạ mẹ. Cành hoa này đẹp quá à. May tặng tay to mới được. Trời ơi, nắng quá, nắng quá đi. Mình bị dị ứng với phân hoa mà. Thiệt là bất công quá. Anh ổn quá, suốt ngày đi nằm một chỗ ở nhà, còn mình phải vất vả đi ra ngoài như vậy. Số mình thật là khổ mà. Đói quá, kiếm gì ăn mới được. Thiệt là không công bằng mà. Thật là khổ mà. Ủa, anh chìa khóa hôm nay thế nào? Sao lại khóc lóc vậy? Anh còn hỏi nữa hả? Anh thì sung sướng rồi, hôm nào cũng ở nhà, còn tôi phải đi theo cậu chủ ra ngoài, vất vả biết là bao nhiêu. Tại sao tôi với anh là một cặp mà tôi phải chịu khổ như vậy chứ? Anh đừng như vậy. Như vậy là anh đang đố kỵ với tôi đó. Như vậy không có nên đâu. Anh còn dám dạy đời tôi nữa hả? Đã vậy từ nay tôi không làm với anh nữa, mặc kệ anh luôn. Ơ kìa, anh chìa khóa. Anh làm vậy không được đâu. Hey, ăn uống nào nè rồi, giờ lên học bài thôi. À mà quên, phải khóa cửa cẩn thận. Ủa, có chìa khóa biến nó mất tiêu rồi ta. Không lẽ bị mất rồi? Ổ khóa này mà không có chìa thì vô dụng rồi. Chắc phải vứt nó đi thôi. Mình đóng tạm cửa, chắc mày về sớm thôi mà. Cậu
thôi chết. Không có mình, anh ổ khóa cũng bị chết luôn rồi. Phải làm sao đây? Nhà này không khóa cửa đàng hoàng, cơ hội của mình đây rồi, phải làm dấu mới được. Tên trộm kia, dừng lại, không được ăn trộm nhà chủ của ta. Cái chìa khóa bé tí kia mà cũng đừng ngăn cản ta sao? Trộm cắp cái tay này. Thiên phước, cái gì quá nhiều chuyện. Có trộm, có trộm, có ăn trộm, ăn trộm. Thật là hên quá, mình phát hiện kịp. Ủa, cái chìa khóa đây nè, phải tìm là ổ khóa mới được. Xin lỗi anh, tất cả là do lòng đố kỵ của tôi mà ra. Nếu không vì tôi á, thì tên trộm đã không vô nhà rồi. Anh và tôi, ai cũng có trách nhiệm riêng của mình hết. Có thể ban ngày anh rất giả, nhưng ban đêm ổ khóa phải canh chừng, bảo vệ cả nhà của đốm. Có những việc chúng ta cần phải hợp tác thì mới hữu dụng. Vậy nên hai đứa mình về nha. Đồng ý. Bài xong. Giờ mình đói quá à, kiếm cái gì ăn đi. Ăn kem không? Nãy mẹ mình cho tiền để ba đứa học xong ăn đó. Nó hình như sắp mua rồi đó. Hứ, đâu có. Trời vẫn trong mà. Có mổ một đám mây đen ở đây rồi. Gì vậy? Nhắc gì tới mình vậy? Thiếu người chung chung hả? Đâu có đâu. Chỉ là thấy bạn, tụi mình tưởng sắp mưa. Ra vậy. Bạn sao vậy? Có chuyện gì hả? Như mấy bạn thấy đó, mình đen thui. Mấy bạn mây trắng, tôi thấy mình là bay đi mất. Người lớn thấy mình thì bảo đã buồn bực rồi thì chớ, còn mây đen u ám. Rồi chả ai chịu chơi chung với mình hết. Nín đi mà, có tụi mình giúp bạn rồi nè, đừng có khóc nữa. Mà đó giờ bạn có đen gì hoài hả? Mình biết rồi, chắc là do bạn không tắm á. Tắm là gì? Vậy tụi mình tắm cho bạn ấy, là bạn ấy sẽ trắng tinh giống như mấy bạn khác chứ gì. Thích vậy, vậy mấy bạn giúp mình đi. Mây đen ơi, xuống đây. Mát quá, nhộn quá. Sao mình vẫn đen thui vậy nè? Hay là do bạn lúc nào cũng cuồng nên u ám bám vào bạn thành màu đen? Mình cũng không biết nữa. Vậy tụi mình chơi ném cầu đi nha. Vui quá, chưa bao giờ mình chơi vui vậy hết á. Lần sau cho mình chung đội với mày nha, bụng bự béo à, không có chạy được. Bụng bự béo, bụng bự béo. Chào các con, chơi gì mà vui vậy? Dạ, tụi con chơi ném cầu với bạn mây đen ạ. Dạ chào bác. Chào mây đen, nhìn con dễ thương quá. Thiệt sao? Thiệt mà, chưa ai khen con vậy sao? Dạ, chưa. Vậy à, nhìn con là bác cảm thấy mát mẻ liền. Thấy con là biết tối nay sẽ được ngủ dưới trời mưa mát mẻ rồi. Bác có cách nào giúp bạn mây đen bớt đen không ạ? Bạn mây chỉ cần xả lượng nước tích tụ trong người là sẽ trắng trẻo trở lại thôi mà. Khi thời tiết nóng, nước sẽ bốc hơi, bay lên, tích tụ trong người bạn mây càng ngày càng nhiều. Ánh sáng không xuyên qua được người bạn mây, cho nên bạn mây mới có màu đen. Hèn chi, trời nắng nóng vài bữa là có mưa liền à. Bây giờ, con bay ra cánh đồng gần đây đang trời mưa, giúp các bác nông dân tưới cây đi con. Dạ, con đi liền. Ô, mây đen kìa. Mây đen. Chưa bao giờ mình được hạnh phúc như vậy hết. Bạn không xấu, bạn chỉ đặc biệt thôi. Chỉ cần có những cái đặc biệt đó có thể giúp ích được thì bạn cũng luôn đẹp trong mắt mọi người. Mây đen cố lên. Mây đen cố lên. Cố lên, cố lên. Cảm ơn cháu. Con chào cô. Các bạn mua nhặt rác bỏ vào thùng đi. Mày nói cái gì? Tao không bỏ. Nói mày tao là xấu lắm. Bạn phải nhặt rác bỏ vào thùng chứ. Tao không bỏ. Không bỏ, dám đánh nhau không? Đánh nhau là xấu, không nên làm như vậy. Nó sợ rồi, nhào vô tụi bay.
xong, những tên rác rưởi. Chồng mày hôi quá, thả tôi ra, hôi quá, thả tôi ra. Chúng tôi không phải là rác, thả chúng tôi ra. Các cháu biết lỗi chưa? Chúng cháu biết lỗi rồi. Không dễ vậy, hãy bỏ rác vào đây. Làm gì vậy? Vào đi, mình đã suy nghĩ. Sắp đi học nên lo chứ gì. Mình đang nghĩ xa hơn về nghề nghiệp tương lai của mình. À, mình thì chỉ muốn á, công việc đó đúng với sở thích của mình, như vậy là mình đủ hạnh phúc rồi. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ bán không? Ai có đồ điện tử hư cũ bán không? Lại thu mua nữa. Mà thu mua để làm gì ta? Có chuyện gì hả? Cứ tò mò, không biết chú đó thu mua để làm gì nữa. Thì mua làm đồng nát. Chắc về chú xài á. Toàn đồ hư không sao mà xài được. Có khi nào chú đó thu mua để lọc thiết bị còn dùng được, lắp ráp thành một con robot thật là to để phá trái đất này không? À, có khi nào như vậy không ta? Thì gọi thử đi. Nếu được thì tụi mình sẽ là ba anh hùng cứu đất nước ta. Đồng ý. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ bán không? Kìa rồi. Đèn pin hả? Bự như vậy thì làm gì ta? Là con mắt của robot đó. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ bán không? Máy tính hả? Chắc là để điều khiển con robot. Ừ, đúng rồi đó. Mình thấy trên phim á, hay như vậy á, hẳn là một hệ thống điều khiển khổng lồ. Hèn chi, bữa mua nhà mình một bộ rồi, giờ chú đó vẫn mua tiếp. Cassette chi vậy ta? Chắc là để phát tiếng nói của con robot, kiểu như là tiêu diệt, tiêu diệt. Nghe ghê quá à. Thầy To, đừng có sợ, mình có ba người mà, theo dõi tiếp coi sao. Hôm nay được nhiều đồ ghê. Chết rồi, chú đó mà vào nhà thì sao mà dòm tiếp được. Trời ơi, xong vô là sẽ thấy con robot chứ sao. Chú kia, con robot đâu? Ta đâu có bán robot đâu. Nhưng mà có mua đó, mày còn có hả? Không, cái con của chú á. Ta làm gì có con nào. Chú nói dối, chú thu mua đồ về để ráp thành con robot mà. Mấy đứa đang nói cái gì vậy? Chú mua về làm gì? À, ta mua để sửa, rồi bán lấy tiền chứ sao. Chỉ vậy thôi hả chú? Vậy thôi. Trời ơi, tưởng gì kinh khủng lắm. Chứ công việc chán phèo này mà chú cũng làm được nữa hả? Làm chứ, ta thích máy móc mà. Nhưng mà ngày xưa ta không ngoan, không chịu đi học, nên bây giờ chỉ còn nghề này nuôi ta qua ngày và thỏa mãn đam mê máy móc là được rồi. À, tụi con hiểu rồi. Nhưng chú có cảm thấy hạnh phúc với công việc này không? Có chứ. Thực ra công việc tương lai không nói trước được, còn tùy vào khoảng thời gian con lớn lên và yêu thích cái gì. Nên nếu con chịu cố gắng ngay từ bây giờ bằng việc đơn giản là chăm ngoan, học giỏi và không bao giờ từ bỏ sở thích của mình, thì dù là công việc nhỏ hay lớn cũng đều làm con cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày rồi. Có luôn hả chú? Có chứ, tự tin lên. Dạ. Thôi, bữa nay chơi cầu lông đi, đừng có chơi đá banh nữa, hôm qua mới chơi rồi. Đúng đó, hôm nay chơi trò khác đi. Mấy bạn sợ thua nên không dám chơi với mình chứ gì. Mấy bạn là đồ ích kỷ. Bạn mới là đồ ích kỷ á, cứ thích làm theo ý của mình thôi. Mấy bạn đã nói như vậy rồi thì mình không thèm chơi với mấy bạn nữa. Sắc Bobo xì. Để coi, không có tụi mình thì bạn chơi được với ai. Bực cả mình, mình về kiếm cục đá chơi còn vui hơn nữa. Từ nay hai bạn sẽ là bạn của mình đó nha. Ôi, cậu bé tội nghiệp. Cậu đã làm gì mà phải chơi dây đá thế này? Ông ơi, bạn bè con toàn là những người ích kỷ.
nên con thà chơi với đá. Ta hiểu rồi, ta sẽ ban cho con hai người bạn mới. Xin chào bậc chớp, hôm nay bà muốn chơi gì? Hả? Biến thành người rồi, còn biết nói chuyện nữa. Đây sẽ là hai người bạn mới của con. Chúc ba đứa chơi vui. Ta đi đây. Dạ. Ê, hình như đốm tới kia bụng bự. Ý bạn là người không ai thèm chơi á hả? Cho hai người nói lại nha. Đây là hai người bạn mới của mình nè. Kệ hai người bọn họ đi, mình tản ra chơi đá banh đi. Siêu ghê luôn. Đá gì mới đá chứ. Ai như hai người bạn cũ của mình. Nè nè. Thôi, thôi bỏ đi bụng bự. Mình qua chỗ khác chơi cho đỡ ngứa mắt. Hai người đã đi rồi. Đá mạnh lên mấy bạn. Khỏi sợ chúng ai nữa. Hi. Bạn thì chỉ việc chơi với nhau thôi. Cút đi. Ôi da. Cảm ơn bụng bự, cảm ơn tay to. Nhưng tại sao hai bạn lại giúp mình? Chứ không lẽ tụi mình bỏ bạn lại cho ông chết hả? Bạn bè mà, có hoạn nạn thì phải giúp nhau chứ. Đừng vì hiểu lầm nhỏ mà bỏ đi một tình bạn đẹp. Có vẻ như bọn nhỏ đã học được bài học về trân trọng tình bạn rồi. Ê, hai bạn chiều nay đi qua khu rừng vui vẻ chơi với mình không? Chỗ nào mà sao nghe lạ quá vậy? Đó là một khu rừng rất đẹp, nơi muôn thú và cây cối sinh sống hòa bình. Những cành lá lúc nào cũng hát vang. Nghe vui á, lát ba đứa mình đi đi. Nửa tiếng nữa hẹn ở đây nha. Long sạc đã tới rồi đây. Cho xin ít gỗ về bán nha. Ngươi đừng hòng chặt phá cây rừng ở đây. Cứ chặt đó thì làm gì được nhau nào. Tới nơi rồi. Xin giới thiệu, đây là khu rừng vui vẻ. Nhìn khu rừng có vẻ hơi âm u á. Nhìn vậy thôi, lỡ bên trong đẹp thì sao? Đúng đó, tụi mình vào tham quan đi. À, thấy ghê quá à. Hình như có gì đó không ổn trong khu rừng này. Mau chạy đi, hắn tới rồi. Chuyện gì vậy chị mới? Các bạn cũng mau chạy đi. Tiếng động phát ra từ đằng kia. Bọn mình tới kiểm tra xem sao. Nhưng nhớ phải cẩn thận nha mọi người. Đau quá. Dừng lại. Lại thêm một đám cản trở nữa. Về đi mấy nhóc. Chỗ người lớn đang làm việc. Nhưng anh không được đốn hạ cây rừng. Đó là phạm pháp. Cái cây này mọc tự nhiên ở đây. Ta thích đốn thì đốn. Có phải ăn cướp ăn trộm gì của ai đâu. Bộ mấy đứa không biết nước mình là rừng vàng biển bạc hay sao. Cứ khai thác thoải mái thôi. Nhưng nếu sử dụng hoang phí thì sau này sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Khu rừng rộng lớn như vậy thì chắc làm sao hết được mà mày đặt nói. Chặt cây này cây khác mọc lên thôi. Đánh đường cho ta chặt tiếp đi. Ui da, đau quá. Đau quá. Đừng ơi, giúp chúng con với. Ta đang ở đâu đây? Đây chính là rừng vui vẻ ở tương lai không xa. Trời ơi, sao chuyện này có thể xảy ra? Là do con người khai thác quá mức, chặt đi một cây chỉ trong một buổi sáng, mà cây mọc lên thì cần tới mấy chục năm. Trời ơi, thì ra việc làm của mình chính là trực tiếp phá hoại thiên nhiên. Ta đi đây, hy vọng các bạn đã học được một bài học về bảo tồn thiên nhiên trước khi quá muộn. Hả? Trở lại hiện tại rồi kìa.
Từ nay tôi xin hứa bỏ nghề tiều phu, chuyển qua trồng cây, vừa sống khỏe vừa bảo vệ thiên nhiên nữa. Hứa đó nghe. Wow, khung cảnh thiên nhiên thật là yên bình, thích ơi là thích luôn á. Đớp làm gì vậy? Ở dưới đất đâu có cảnh đẹp đâu mà nhìn. Đây là khu du lịch chứ đâu phải đảo hoang đâu mà đớp đi tìm kho báu. Ở dưới đất cũng nhiều cảnh quan đẹp lắm đó. Không tin các bạn quan sát thử đi. Thôi đớp tự nghiên cứu đi, mình đi chụp hình đây. 2, 3, cười lên nào. Chu môi xịt tin nào. Mình sẽ khoe với các bạn về những bức hình này, thế nào các bạn cũng thích cho coi. Ước gì mình có thể đem hết tất cả các cảnh đẹp này về nhà mình ha. À, bụng bự, hay là mình vẽ ký hiệu hai đứa mình lên thân cây đi. Làm vậy thì mình sẽ lưu giữ mãi hình ảnh của mình ở đây mà không cần phải đem cây về nhà. Ý hay á Tài To, mà mình đâu có biết vẽ đâu. Thì bạn chỉ cần vẽ cái vòng tròn thật là to, còn mình chỉ cần vẽ đôi tay dài thôi. Ok, chúng ta tiến hành nào. Mình sẽ vẽ một cái bụng thiệt là to. Ui, à, đau quá. Ai mà giận kỳ quá vậy? Ây, à. Ê, đau quá à. Ai nhéo tay mình vậy? Có chuyện gì vậy hai bạn? Có ai như bóp bụng mình rồi đánh vô bụng mình nữa à. Đau quá đớm ơi. Có ai đó đang nhéo vào tay mình. Ai? Ai đang chọc phá bạn của tôi? Ra mặt đi. Thì ra đây chính là nguyên nhân. Ai là người khắc những cái lệnh thân cây vậy? Là mình cũng vẽ đôi tay. Là mình, mình muốn lưu lại kỷ niệm khi đến đây. Tại các bạn vẽ bậy, thân cây trường trị các bạn đó. Cây cỏ cũng giống như chúng ta vậy, cũng sẽ biết đau khi bị tổn thương mà. Huống chi hai bạn cắt thân cây làm cây bị chảy máu rồi nè. Mình chỉ muốn lưu lại kỷ niệm để đánh dấu nơi mình đã từng đến thôi mà. Làm vậy là sai rồi đó. Ai cũng quắt lên cây hết thì cây sẽ chết, chưa kể sẽ làm xấu cảnh quan nữa. À đúng rồi đó, mình sẽ lưu lại bằng những hình ảnh đẹp là tốt nhất. Kỷ niệm được đánh dấu bằng những cảm xúc mà chúng ta trải qua, chứ không phải bằng việc khắc lung tung như vậy. Xin lỗi thần cây, con sai rồi, xin ông tha thứ. Con cũng xin lỗi ông, tại con không có ngoan. Nhớ nha, lần sau mà còn vẽ bậy, ta sẽ biến các con thành phân bón luôn đó. Dạ, dạ sợ lắm rồi ông ơi. Hay quá à, mình hết đau rồi. Ôi chà, đói bụng nữa rồi. Mình cũng hơi đói, đi kiếm gì ăn đi. Ý, đúng rồi đó. Hôm qua đi siêu thị, mình có nhận được tờ khuyến mãi này nè. Khuyến mãi 50% bắp rang tại mặt trăng. Wow, giảm giá tới một nửa luôn. Sướng vậy, đi liền luôn đi. Oh yeah, bắp rang bơ là bắp rang bơ. La 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 la. Ngồi xuống đi bụng bự, đứng lên xe nguy hiểm lắm đó. Đừng tới rồi nè. Wow, cho em một phần bắp rang siêu bự luôn. Hả? Hả? Có gì mà bạn ngạc nhiên vậy? Trời ơi, quái vật bắp rang. Vậy là tụi mình trúng kế của hắn rồi. Xin chào quý khách. Ồ, chú có phải là... Ừ, đúng rồi, chú từng là quái vật bắp rang, chuyên đi làm đủ mọi chuyện xấu trên đời. Nhưng mà chú giải nghệ rồi, bán bắp sống lương thiện thôi. Mấy cháu ăn gì nè? Chà, tin được ông ta. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người dạy lại mà. Vậy thì cho 3 phần bắp rang siêu lớn vết bơ, kem vani sữa gà cho chú. Tới liền. Xin chào chiến hữu. Lâu quá không gặp, lúc này làm ăn khá không? Cũng được à. Hai anh ăn gì không? Thôi khỏi, tụi này không thích ăn bắp. Tụi này tới đây để rủ chú em đi làm phi vụ mới. Ờ,
Dạo này tôi bỏ nghề rồi, sống lương thiện vui hơn anh ơi. Nhìn nó nè anh hai, một thời dữ dội lắm mà giờ đi quán bắp đó. Phá bành cái quán này cho anh. Cho mình thấy luôn. Ê, mấy anh làm gì vậy? Bà hết đồ đạc trong quán người ta rồi. Dù ngày xưa chú Bắp Rang có làm việc xấu thì bây giờ chú cũng đã nhận sai và làm ăn lương thiện rồi đó. À, thằng nhóc lớn gan, mày dám dạy đời tao hả? Các ngươi hãy cút ra khỏi đây ngay, đừng để ta nổi giận. Chú ngầu quá. Cảm ơn các cháu đã tin ở chú. Đây là động lực lớn nhất để cho chú tiếp tục làm người lương thiện. Anh em, xếp hàng ngay thẳng nào. Này anh bên gì kia, xếp hàng cái kiểu gì đấy? Ngày nào cũng làm tới làm lui như vậy, chán chết một. Quýt còi ba hơi là bay cao 15 mét, quýt còi hai cái là bay vừa 10 mét, quýt còi một cái là bay thấp. Đồng đội rõ chưa? Dạ rõ. Thỏ nâu ơi, thỏ nâu. Bỏ biên, anh em vào vị trí. Anh đi đâu mà làm kinh động đến chúng tôi? Các bạn có thấy thỏ nâu đâu không? Mình đi tìm em mấy nãy giờ mà không thấy. Quan trọng lắm, các bạn giúp mình đi. Chẳng có chuyện gì quan trọng trên cánh đồng cỏ này cả. Mình đã hứa với ba mẹ em ấy là trông coi em ấy cẩn thận. Bây giờ thì mình tiêu rồi. Thì sao chứ, không có liên quan gì đến bọn này đâu. Trời ơi, chuyện này quan trọng hơn mà. Thay vì các bạn bay lượn vô nghĩa, các bạn làm việc có ích hơn đi. Hãy giúp mình tìm thỏ nâu nha. Sao chứ, bạn đừng nghĩ chỉ có chuyện của bạn mới quan trọng nha. Chúng tôi ngày nào cũng lao động vất vả, bạn có biết không hả? Sao, sao chứ? Nào anh em, nhiệm vụ của chúng ta là làm gì? Là dự báo thời tiết. Đúng, chúng tôi mỗi ngày đều phải tập trận để dự báo thời tiết chính xác cho cánh đồng này. Vậy mà bạn lại nói chúng tôi là vô ích à? Xin lỗi các bạn, vì mình đang gấp quá nên có lỡ lời. Được rồi, tha thứ cho bạn đó, nhưng bây giờ chúng tôi không thể bỏ nhiệm vụ ở đây được. Cấp báo, cấp báo. Chuyện gì vậy anh Minh Nhị? Dạ thưa sếp lão, em đã tìm thấy được thỏ nâu ở phía trái cánh rừng cách đây một đồng cỏ ạ. À, vậy hả bạn? Tại sao Minh Nhị biết? À ha, hắn trốn đội ngũ để bay đi chơi đó hả? À, sếp lão. Thưa sếp lão, tuy rời hàng ngủ là không tốt, nhưng Binh Nhì đã làm điều tốt và giúp đỡ người khác. Được rồi, tha cho Binh Nhì, lần sau còn tái phạm sẽ phạt 100 lần. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Mình đi tìm thỏ nâu đây, không làm phiền các bạn nữa. Chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay giữa thì nắng. Ủa, ba không có ở đây. Chắc là lái xe bay đi đâu rồi. Ồ, đây là sản phẩm thí nghiệm mới của ba nè. Xài thử xíu chắc không sao đâu ha. Ủa, cái ghe biến mất rồi. À, đây chính xác là khẩu súng tàng hình rồi. Vậy thì yeah! Ai đó?
đang chạy cái gì mà như ma đuổi vậy tay to? Đúng rồi đó, trong nhà mình hình như có con ma. Trên đời này làm gì có ma chứ? Có thiệt mà, không tin bạn vô coi thử đi. Đúng là con gái nhát như thỏ đế, nắp sau lưng mình nè. Đâu, con ma đâu, ra đây biểu coi. Thấy chưa, làm gì có con ma nào. Ồ, hình như súng tàng hình hết tác dụng rồi. Thì ra là bạn hả Đốm? Bạn có biết là bạn giỡn như vậy không có vui đâu nha. Sao mấy bạn làm dữ vậy? Nếu lúc nãy mình sợ quá chạy ra đường, không va trúng bụng bự mà va trúng xe tải thì sao? Thôi mình xin lỗi, mốt mình không phải gì nữa đâu. Cho chừa cái tật đáy máy đồ của người khác nữa nghe. Ủa, sao ba không có ở đây ta? Cái gì? Như vậy sẽ không còn ăn Tết. Không, 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 mình phải cứu ngày Tết thôi. Có chuyện gì mà Đốm gọi mình ra gấp như vậy? Đừng nói là Đốm muốn chiêu đãi tiệc cuối năm tụi mình nha. Mình không khách sáo đâu. Bụng bộ chỉ biết ăn mà thôi, chuyện lớn rồi. Mai là Tết rồi, còn chuyện gì lớn hơn nữa chứ? Đúng đó, chuyện gì hả? Không lẽ giao thừa năm nay không có pháo hoa hả? Không phải, tất cả không phải, mà chúng ta sắp không có mùa xuân để đón Tết nữa. Nói cái gì không hiểu gì hết trơn trọi rồi nha. Ba mình nói một tia phóng xạ ở đâu phát ra đang làm biến đổi khí hậu trái đất, sẽ làm cho trái đất thay đổi, không còn bốn mùa nữa. Mà như vậy thì làm gì còn ngày Tết? Như vậy nghĩa là mùa xuân mất tiêu rồi. Ôi trời, nghĩa là mình không còn được ăn bánh tét, còn món gà nướng thơm phức nữa. Bao nhiêu là bánh mứt. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ hả Đốm? Chúng ta phải lên kế hoạch cứu ngày Tết thôi. Mình phải cứu ngày Tết. Đây là hang thần kỳ, nó tránh được mọi tia bức xạ từ bên ngoài, do đó chúng ta cần phải giấu ngày Tết vào trong đây. Nhưng làm sao giấu ngày Tết trong đây được chứ? Thì cái gì là của ngày Tết chúng ta sẽ đem giấu hết vào trong đây. Tại tao thông minh đó. Anh ơi, anh ơi, trời ơi, chuyện gì xảy ra với nhà của chúng ta vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Qua trong vườn của nhà chúng ta. Chuyện quái quỷ gì vậy? Không những như vậy mà bánh mứt, trái cây để ăn Tết đều biến mất hết trơn rồi. Vậy là chúng ta đã cứu được mùa xuân thành công rồi. Mình thấy có gì bất ổn thì phải. Nè, các cô đang làm cái gì vậy hả? Hả? Ba, có ai giải thích cho ba mẹ biết là chuyện gì không? Con muốn cứu ngày Tết thôi. Cứu ngày Tết? Trời ơi, đó chỉ là tài liệu nghiên cứu về thời tiết thôi, đâu có nghĩa là ngày Tết sẽ mất. Chúng ta sẽ từ từ cải tạo để bảo vệ môi trường, trái đất sẽ không nóng lên là được. Mấy đứa thiệt là. Vậy là ngày Tết vẫn còn hả bác? Tất nhiên rồi, chúng ta về nhà để chuẩn bị đón giao thừa thôi con. Yeah, vậy là mình vẫn được ăn bánh mứt tha hồ luôn. Cái tụi nhỏ này, Tết tới rồi mà vẫn còn nhiều trò quái quỷ như vậy nữa hả? Lần đầu tiên con mới thấy nhiều hoa như vậy đó. Đúng rồi, hội hoa chỉ tổ chức mỗi năm có một lần, gom hết tất cả các loại hoa đẹp về đây luôn. Ồ, có nhiều cái lạ ghê không? Chỗ gì mà sến xúa ghê vậy á? Toàn là hoa với hoa không à. Vậy mà bạn thích hả Đốm? Thì cũng có nhiều cái lạ mà. Nếu mà bạn không thích thì đi ra đằng kia chờ một chút đi. Lát về tụi mình sẽ hú. À, vậy cũng được. Yeah.
Hay, mấy cái bông hoa xến xúa đó mà cũng thích cho được nữa, thiệt là không hiểu mọi người. Đúng rồi, lũ bông hoa thiệt là nhảm nhí, vậy mà cũng có người thích. Ủa, ai vậy? Ủa, bạn cũng không thích hoa hả? Mà sao bạn ngồi đây vậy? Bạn không ở trong hội chợ hoa hả? Không, người ta chỉ thích mấy bông hoa đẹp đẽ, tỏa hương thơm thôi. Chứ tôi đầy gai, lại không có thơm, ai mà thèm thích chứ. À, bạn nói cũng đúng á. Mà tôi nghĩ là mỗi người có một giá trị riêng thôi. Bạn đừng có buồn, chắc là mọi người chưa nhìn được điểm mạnh của bạn thôi. Cảm ơn Xương Rồng nhiều nha. Mình không ngờ bạn lại mạnh như vậy. Thấy chưa Xương Rồng, mình đã nói bạn mà. Có thể bạn không đẹp hoặc thơm như các loài hoa khác, nhưng giá trị của bạn nằm ở trái tim can đảm, dám đứng lên để bảo vệ mọi người trước cái xấu. Đúng rồi đó, mọi người đều có giá trị riêng, đừng vì bản thân mình khác biệt mà tách biệt với mọi người nha. Mình hiểu rồi. Rồi, bây giờ từng bạn đứng lên nói cho cô biết ước mơ sau này của các em là muốn làm gì nha. Dạ, sau này em muốn trở thành thợ làm bánh, làm ra những cái bánh ngon nhất trái đất. Còn em muốn thành bác sĩ giống như ba em. Em thì muốn nghiên cứu về khủng long, nên chắc sẽ làm nhà khảo cổ học. Bụng bự, ước mơ của em là gì nè? Dạ, đó giờ em chỉ giỏi ăn với ngủ mà, nên em chưa nghĩ ra ước mơ của mình nữa. Trật tự nào cả lớp. Bụng bự nè, mỗi người nên có cho mình một ước mơ để làm mục tiêu phấn đấu. Không sao hết, nếu hiện giờ em chưa có ước mơ, rồi một ngày em sẽ biết mình muốn làm gì thôi. Lúc đó hãy chiến đấu cho ước mơ của mình nha. Dạ. Ê, bụng bự, sao bạn buồn vậy? Thì vụ hồi nãy cô hỏi về ước mơ đó. Sao mấy bạn tìm được ước mơ của mình hay vậy? Bạn đừng lo, ước mơ sẽ tự động tới với mình thôi. Quan trọng là bạn có nhận ra hay không. Hình như là có đám cháy rừng ở gần đây đó. Cho con đi theo phụ giới được không? Cánh rừng đó con hay vô chơi lắm, con biết đường tắt nè. Cảm ơn con lên đi. Dạ. Đường này nè mấy chú, tiến lên rồi bẻ phải. Mình biết ước mơ của mình là gì rồi. Sau này mình muốn làm lính cứu hỏa để bảo vệ mọi người khỏi ngọn lửa hung dữ. Yeah. Đốm, sao con xuống đây mà không chịu tắt đèn và máy lạnh trong phòng hả? Một lát con lên mà mẹ, tắt rồi mở lại mất công á.
Con có biết con làm như vậy sẽ lãng phí điện lắm không? Đâu có nhiều tiền lắm đâu. Nếu chúng ta tiết kiệm điện thì những vùng hẻo lánh khác sẽ được xài. Hay mùa khô hạn chúng ta cũng có điện để xài mà không có bị cúp. Con chưa hiểu lắm. Ở nước ta, điện sản xuất chủ yếu từ dòng nước từ trên nguồn đổ về, nên mùa nắng nó ít nước sẽ không có sản xuất điện được. Vậy con hiểu rồi. Con sẽ không xài điện hoang phí nữa. Con chỉ mở đèn, tivi, quạt và máy lạnh khi cần thiết thôi. Giỏi lắm. Con sẽ không xem tivi, tốn điện. Con sẽ đi đá banh với bụng bự về tay to nha mẹ. Ừ, con trai. Ê, hôm nay chúng ta sẽ thi xem ai có thể đá banh xa hơn. Đừng đá bể kính nhà bác bò vàng được rồi. Điện gì các bạn? Có gì lạ đâu, ngày nào mà ổng thấy. Có gì đâu, làm như có bánh hamburger trên đó không bằng. Không phải đâu, mẹ mình nói ở một số nơi điện rất là khan hiếm, do đó mình phải tiết kiệm điện để trữ điện lại xài nhất vào mùa khô. Mình cũng nghe mẹ nói như vậy đó, nhưng liên quan gì đến dây điện kia chứ? Tại sao chúng ta không trữ điện lại để đến mùa nắng xài và chia sẻ với những người khác? Nhưng mà bằng cách nào? Hãy làm theo mình. Được kéo đây. Vì mùa hè mát mẻ, chúng ta còn dự trữ điện thôi. Trữ điện, trữ điện. Chà, thơm quá. Kiểu này tụi nhỏ mê lắm đây ta. Alo? À, là tôi đây. Anh nói sao? Vậy hả? À, tôi đến liền. Bọn nhỏ cắt dây điện. Cũng may chúng tôi quan sát trên hệ thống thấy nên đã tắt nguồn. Nếu không thì bây giờ tiêu rồi. Có ai nói cho tôi biết tại sao lại xảy ra chuyện này không? Tụi con chỉ muốn dự trữ điện để tháng hạn có điện xài thôi. Tụi con nghĩ điện nằm trong dây, cắt về nhà cất để khi nào cần đem ra xài hay sao? Dạ. Bọn nhóc này, nếu các con muốn có điện xài thoải mái vào mùa nóng á, thì bây giờ các con chỉ xài điện khi cần, chứ không phải trữ điện bằng cách cắt dây như vậy đâu. Con hứa sẽ tiết kiệm điện đúng cách ạ. Xém chút nữa là con thành heo quay rồi. Trả lại cho mình, trả lại đây. Không đời nào. Để coi, giờ đốm chạy đi đâu nữa. Đưa đây cho mình nhanh. Không được, bạn không được ăn nó. Đưa đây, đưa đây. Không được, nói không được không mà. Thôi được rồi, mình có cách này. Cách gì? Giờ chúng ta tỉ thí đi. Ai thắng, quả trứng sẽ thuộc về người đó. Cũng được, vì công lý, vì lẽ phải. Hôm nay, mình sẽ thắng bạn. Chúng ta thi xem ai hái được trái chính đó, trứng sẽ thuộc về người đó. Được thôi. Mình sẽ thắng một bự rồi. Không thể thua đốm được. Sao bạn lại đến đây? May quá, không sao rồi. Một bữa xấu tính quá à. Sao hai bạn lại đánh nhau như vậy? Mình nhặt được quả trứng, mình định làm ốp la, đốm lại giành mất. Sao đốm kỳ vậy? Đây đâu phải là trứng gà công nghiệp mẹ mua chứ. Đây là trứng chim rừng. Rồi nó sắp nở thì sao? Nếu chúng ta đập ra thì chim non sẽ chết. Đốm nói có lý đó. Chúng ta cần nhờ ba đốm xem coi nó có con chim non bên trong không, rồi hãy ăn. Không được, mình đang thèm trứng mà. Gì? Đây. Ơi chứ mình. Lần này thì nát chắc rồi. Chú chim đẹp quá à. Mình đưa nó đi tìm mẹ của nó đi. Chú chim dễ thương quá à.
cho mình xem với. Hả? Bạn là kẻ xấu, tham ăn. Xem chút là bạn đã ăn thịt chim non rồi đó. Đáng lẽ thấy trứng chim rơi khỏi tổ, bạn phải tìm cách trả về. Đằng này muốn chiên ốp la nó. Tại mình thèm. Hả? Thèm ăn, xuống tính. Mình biết tổ chim ở đâu nè. Vậy chúng ta đi. Nè, mình biết sai rồi mà. Hai bạn nghỉ chơi với mình hả? Đổ cái thuốc này vô mũi đúng không? Đúng rồi, đổ lẹ đi. Phòng mình lớn quá vậy. Hả? Sao tự nhiên tay chân mình bé xíu vậy? Bạn tỉnh rồi đó hả? À, chỉ cần biết thôi. Bạn teo nhỏ như vậy là do chúng mình làm đó. Là mấy bạn làm mình teo nhỏ lại hả? Cho mình bự lại đi. Chưa được. Sau khi bạn giúp tụi mình đánh thắng bọn người dâu đã. Thôi, đi về làng bọn mình đi. Rồi bọn mình kể thêm cho nghe. Ủa, sao mấy bạn có vẻ căng thẳng quá vậy? Vì bọn mình chuẩn bị tử chiến với bọn người dâu. Người dâu và người cam từ bao đời nay đã tranh cãi xem vị ngọt hay vị chua thì ngon hơn. Nhưng cãi mãi không có kết quả. Thế là hai bên sẽ hẹn ngày tử chiến một phen để quyết định kết quả. Và tụi mình quyết định chọn bạn để làm thủ lĩnh của bọn mình. Vì bọn kia cũng đã nhờ một người giúp sức mà. Để mình thử xem sao. Anh em, hôm nay là ngày chúng ta cho bọn người dâu viết tay. Chị chua là số 1. Anh em, xông lên, cho chúng biết chị ngọt là vô đối. Xông lên anh em, đánh cụ đầu trước khi mà nó kịp trả tay. Lên. Ê, bay đã. Ủa, Đớm, mình không ngờ là bạn nghe phe người cam luôn đó. Hai phe thôi đi. Lý do hai phe đánh nhau thiệt là tào lao. Vị ngọt hay vị chua cũng đều ngon hết mà. Tại sao ta phải tìm ra vị ngon hơn chứ? Gì? Ta không biết. Nhưng mà nói chung là mùi ngọt thì ngon hơn. Và tụi cam phải bị tiêu diệt. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả cuộc đội bạn cho ăn ngọt hả bụng bự? Chắc là sẽ bị tiểu đường mà chết. Đó, thấy chưa? Cuộc sống là phải cân bằng nhiều mùi, nhiều vị thì mới thú vị chứ. Như mình ăn chua hoài, chắc chắn sẽ bị lũng ba tử luôn. Chúng ta phải biết cân bằng mọi thứ để sống vui, khỏe hơn chứ. Bạn trẻ này nói có vẻ đúng đó. Đình chiến vì một cuộc sống.